đang muốn đi tìm một chiếc xe với giá chỉ hơn 3 triệu nhưng mãi cho mình một quãng đường đi đạp trên 30 km một lần sạc, chế độ bảo hành đầy đủ, cửa hàng uy tín, xe chắc chắn và vẫn còn hình thức vẫn còn đẹp đúng không ạ, mà không hề bị lỗi thời. Hãy đến với Mạnh Phát. Hôm nay bên mình sẽ mang các bạn một mẫu xe, đó là gì ạ? Ninja S. Chiếc Ninja S phanh đĩa với giá chỉ hơn 3 triệu, chúng ta sẽ có một chiếc xe quá đẹp, chế độ bảo hành lên đến 6 tháng, quãng đường đi đạt chuẩn trên 30 km một lần sạc, hệ thống bảo hành giải khắp Hà Nội và Bắc Ninh. Chúng ta hãy cùng đi vào tổng thể chiếc xe. Chính là một chiếc Ninja đĩa tại cửa hàng xe đẹp Mạnh Phát, lấy ra để cho các bạn xem ạ. Chiếc xe mang trên mình màu đen, cửa hàng có cả đen, đỏ, trắng và xanh đúng không ạ. Xe được trang bị phanh chưa, phanh đĩa đấy, các bạn nhìn rõ chưa, đắt hơn phanh cơ một chút nhá. Phanh cơ tại cửa hàng chỉ 3 triệu thôi nhưng phanh đĩa là hơn 3 triệu các bạn nhá, rơi tầm từ 3,5 triệu đến 3,6 triệu đúng không? Đây, chúng ta quan sát đi mua xe cũ luôn. Bên mình đã có một video hướng dẫn về kinh nghiệm mua xe cũ luôn, cứ áp video đó vào xe là xem rồi đúng không ạ. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy gì ạ, lốp xe chắc chắn, dày dặn đúng không ạ, giảm sóc, chưa hề ra dầu, ngon lành anh nào, nhựa đẹp, tổng thể ok. Đèn còi xi nhan này, mình sẽ test cho bạn này. Đây, đèn có này, xi nhan có này, đèn còi xi nhan này đúng không, nhựa rất là đẹp này, bản đạp này. Đấy, đạp ngon lành anh nào luôn nhá. Đấy, hệ thống chân chống này, nước sườn còn ok, và ra sau có một chút sơn sát không đáng kể, rẻ mới này. Bánh ok, bánh có chữ Ninja dầm nổi nhá, lốp chiếc là dày dạn đúng không ạ. Đây, xe này đặc biệt là bộ chìa khóa của mình nguyên bản 100%, có cả chìa khóa bánh. Riêng trường hợp mà mua này là chúng ta không phải mua thêm khóa chữ U. Đấy, đây, các bạn nhìn nhá, khi khóa mà. Đấy, đúng không ạ, đây, có phải mua khóa chữ U luôn. Phanh phá này, cho bạn xem test trong phanh này. Đấy, phanh rất là êm, yên đẹp đúng không ạ. Đây là cốt trước của xe, chỉ hơn 3 triệu có ngay một chiếc xe rất là đẹp, được bảo hành đầy đủ, quãng đường đi đạt yêu cầu chúng ta, xe được bán xe ra tặng kèm cả sạc luôn, các bạn yên tâm đúng không ạ. Các bạn thấy sao, chỉ hơn 3 triệu một chiếc xe này có đáng không? Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy ấn đăng ký và subscribe kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo và những mẫu xe mới nhất khi xe được phát nhập về nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.